Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Mô ta sập Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanakmo Ta Sa Bhagavato Arahato Sanakmo Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang ka cha ti ka de se mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin vi nha dân cha ca dân su tân cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu san cha đần đăng bắp bồ tha nây dê pha ri sa dạ mắn chê Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoảng, phân nhầm lời nhưng chẳng hơi. Quyết lòng mở đạo dài đời, nhâm vườn lòng giả ngài dời trường sang. Thuyên pháp độ căn hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở ma giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ chúng con hôm nay nhân ngày lễ Vi Sắc, sư Pháp Tính có thể giảng cho chúng con một bài pháp về cái ngày lễ này. Chúng con và mọi người trong room cũng muốn nhân dịp này để mà tưởng niệm công đức của Đức Phật cao quý của chúng ta. Dạ con xin kính thỉnh ngài có thể thay mặt chư tăng để cho chúng con một bài pháp thoại. Dạ con xin nhường mic lại cho sư phụ ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến tường tọa thành tâm, kính lễ đến đại đức Tuệ Tri, kính chào quý vị Phật tử đang có mặt ở trong lớp học. Ở trong cái ngày hôm nay là một ngày kỷ niệm. Ở trong giáo hội thì người ta bắt mình lấy cái câu là kính mừng Phật đản, kính mừng lễ Phật đản. Nhưng mà ở trong Phật giáo nguyên thủy của mình là có cái tên là ngày lễ Vê Sắc, hay là kỷ niệm đêm rằm tháng tư, kỷ niệm đêm rằm tháng tư. Vậy thì bây giờ nếu mà quý vị muốn để
tri ân Đức Phật. Người thì mình ôn lại cái cuộc đời của Đức Phật, thì hôm nay chúng tôi giảng về cái phần đó cũng được. Còn nếu mà chúng ta học về tiếp theo về cái phần bất tri ở trong đạo đế, cái phần chánh niệm thì cũng được. Quý vị muốn phần nào chúng tôi giảng phần đó. Thật khi mà nghe quý vị thích nghe pháp thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Vậy thì bây giờ quý vị suy nghĩ tí xíu đi. Chúng tôi lễ bái tam bảo vắn tắt rồi quý vị chát lên là học phần nào ha. Này là trăm phần dễ luôn đó. Dạ, bây giờ thì để bắt đầu, trước khi bắt đầu chúng tôi xin thành tâm lễ bái tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ nammāmi lokassana thang varamuttamahang buddhang ca dhammang ca bhagavanāmi sanghaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn và xin chia điều phước này đến các vị học viên. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Nếu mà nói về cái ngày rằm tháng tư này đó, thì nó có rất là nhiều cái sự kiện xảy ra, nhưng mà ở trong cái ngày rằm tháng tư này đó có ba cái sự kiện chính, có ba cái sự kiện chính, có nghĩa là cũng vào ngày rằm tháng tư này mà nó diễn ra là Đức Bồ Tát Siddhartha đản sanh, Đức Bồ Tát Siddhartha đản sanh. Dạ sư nghe bà thân. Dạ sư nhớ rồi, ở sao ở bên chùa thấy người ta làm bánh xèo hả? Dạ. Rồi, cũng nấu đồ cho thí chủ hôm nay ha. Dạ. Dạ, rồi dạ. Dạ. xin lỗi vì chuẩn bị lên giảng bài mà nhà bếp báo hôm nay thì mấy người Phật tử, một người thì nấu canh, một người thì nấu món xào, một người thì nấu bánh đổ bánh xèo, vậy không biết sao chánh niệm được, không biết sao mà chánh niệm tỉnh giác đây. Cứ nhớ bánh xèo với rau sống chứ. Dạ. Xin lỗi quý vị, chúng tôi trở lại với cái ngày rằm tháng tư này. Thì quý vị biết cái ngày rằm tháng tư này là thứ nhất là kỷ niệm ngày Bồ Tát Siddhartha đản sinh. Thứ hai là Bồ Tát Siddhartha chứng đắc thành Đức Phật Gotama. Và cái sự kiện thứ ba đó là Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Ba cái sự kiện này rất là quan trọng. Và chúng tôi từ hồi trước, trước giờ ở trong chùa, chúng tôi cũng rất là thích nhớ về ba cái sự kiện này. Thứ nhất là quý vị biết rằng ba cái sự kiện này là điều diễn ra ở ngoài trời nha quý vị. Diễn ra ở ngoài trời chứ không phải diễn ra ở trong hoàng cung. Đó,
Quý vị biết là tại sao mà chúng tôi nhớ cái sự kiện này không? Ở cái ba cái sự kiện này diễn ra ở ngoài trời như vậy đó, mà có những người sau này người ta còn viết sách cũng như là nó không có thực tế. Thí dụ như cái ngày mà Bồ Tát đản sanh đi, ngày Bồ Tát Xích Tất Tha đản sanh đi, thì quý vị biết rằng có người người ta nói rằng là Bồ Tát của mình là đi từ ở nách của Hoàng hậu Maya ra. Có người thì nói rằng Bồ Tát đi từ hông của Hoàng hậu Maya ra. Thành ra đó, nhưng mà khi mà coi là ở trong kinh điển đó quý vị, chúng tôi hỏi các vị trưởng lão đó, đối với các ngài Tam Tạng cũng vậy, chúng tôi cũng hỏi vậy thì Bồ Tát mình đi từ chỗ nào của Hoàng hậu Maya ra, thì coi như là các vị đều trả lời đối với người bình thường đi từ chỗ nào ra thì Bồ Tát mình cũng đi từ chỗ đó ra. Nhưng mà có điều khi mà Bồ Tát mình xuất thai rời khỏi bào thai thì giống như là một cái người mà người ta từ ở pháp tọ bước xuống vậy đó, có nghĩa là hai cái chân duỗi ra, hai cái chân duỗi xuống trước rồi coi như là tuột ra, giống như là một người mà từ ở trên pháp tọ mà bước xuống như vậy đó. Mà chúng tôi không hiểu rằng có một số tôn giáo người ta không biết người ta coi như cái thế nào đó, thì người ta lại nói rằng là Bồ Tát mình đi từ hông của Hoàng hậu Maya ra, mà có chỗ thì nói rằng là đi từ nách của Hoàng hậu Maya ra. Thì chúng tôi hỏi là tại sao mà quý vị nói như vậy? Thì những người đó người ta nói rằng là tại vì người ta không muốn tin rằng Bồ Tát mình là đi như người bình thường mà rời khỏi bào thai. Thật sự ra đó, quý vị thấy không? Do những cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng đó, là khi mà một cái chúng sanh đó người ta mới nghĩ đến cái sự khổ, nghĩ đến cái sự khổ ở trong thai, hoặc là nghĩ đến cái sự khổ khi mà xuất thai, thì như vậy đó, thì mình mới có cái sự mà nhàm chán cái đời sống sanh tử luân hồi này đó. Mà hơn nữa là chúng ta phải tôn trọng về cái sự thật đó. Thì đối với cái sự kiện mà ngày rằm tháng tư này đó, chúng tôi khi mà nhắc đến đó, là chúng tôi nhớ, chúng tôi nhớ mãi là coi như là ba cái sự kiện này đều xảy ra ở ngoài trời. Để chi quý vị? Để cho chư thiên và nhân loại thấy được, thấy được rằng là đối với Bồ Tát chánh đẳng chánh giác hoặc là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, không có cái gì mà phải giấu giếm, không có cái gì mà phải giấu giếm. Ngài sanh ra dưới cội cây sa la cũng ngoài trời, ngài thành đạo trên, ngồi trên bồ đòn bằng tám bó cỏ của một cái vị bà la môn cúng đó, cũng diễn ra ở ngoài trời. Rồi khi mà ngài viên tịch ở tại rừng sa la, rừng sa la cũng ở ngoài trời luôn. Thành ra chúng ta nhớ, chúng ta nhớ ba cái sự kiện này liên tục, là coi như là ở cái đêm rằm tháng tư mà đều diễn ra ở ngoài trời hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi nào mà chúng ta nghe nói thí dụ như là ở trong hoàng cung thì cái điều đó nó không phải, cái điều này là coi như là phải diễn ra ở ngoài trời hết. Thành ra mọi người đều thấy hết quý vị. Thì chúng ta ở trong cái sự kiện này đó, thì ba cái sự kiện này đều diễn ra là ở trong cái đêm rằm tháng tư, nhưng mà cách nhau, cách xa nhau, như cách xa nhau về cái khoảng thời gian, nhưng mà một cái ngày nó trùng, nó giống nhau. Thành ra chúng ta gọi là cái lễ Vê Sắc, hay là chúng ta gọi là cái lễ Tam Hợp, cái đại lễ Tam Hợp đó. Thì chúng ta muốn dùng cái từ nào cũng được, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là cái ngày này là chúng ta kỷ niệm ba cái sự kiện trọng đại của Phật giáo, mà ba cái sự kiện này đều diễn ra ở ngoài trời.
Thì chúng ta biết rằng đối với Bồ Tát của chúng ta đó, khi mà ngài ở trên cõi trời á, ngài Tusita đó, cõi trời Đông Sức á, các vị chư thiên á, mới đồng lên trên đó để mà thỉnh ngài. Các vị chư thiên biết rằng Bồ Tát của chúng ta đó là coi như là đầy đủ cái pháp độ rồi, đầy đủ 30 pháp độ, đầy đủ 30 pháp độ rồi, thành ra đó các vị chư thiên mới thỉnh ngài của chúng ta đó là coi như là phải tái sanh xuống cõi nhân loại, để mà vì cái lòng bi xót, vì cái lòng mà đại bi vô lượng, thương xót chúng sanh, nên ngài phải xuống để mà ngài trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác đó. Thì lúc đó quý vị biết rằng chư thiên đã thỉnh Bồ Tát của chúng ta từ ở cái cõi trời. Thì khi mà thỉnh Bồ Tát của chúng ta rồi thì quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta cũng quán xét coi bây giờ là coi như là mình có phải là tái sanh xuống cái lòng người không, tái sanh xuống là cái cõi người không, để mà trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác đó. Thì sau khi suy xét rồi thì quý vị thấy rằng là Bồ Tát của chúng ta là đã nhận lời, nhận lời chư thiên. Lúc đó chư thiên rất là vui mừng, chư thiên khắp các cõi đều vui mừng. Nhưng mà quý vị biết trước khi mà nhận lời là quý vị biết rằng Bồ Tát của chúng ta đó là quán xét năm cái sự kiện, đủ năm cái sự kiện đó rồi thì Bồ Tát của chúng ta mới tái sanh xuống bào thai của người mẹ đó. Thứ nhất là quán xét về cái thời kỳ tuổi thọ của con người. Thứ hai là quán xét đến cái nơi nào để mà tái sanh, có nghĩa là quán xét về cái châu đó. Đó. Rồi thứ ba đó là quán xét đến cái xứ sở để mà tái sanh. Cái thứ tư là quán xét về dòng họ để mà mình tái sanh. Thứ năm là quán xét về thân mẫu để mà mình nhập thai. Đó, thì khi mà quán xét năm cái điều kiện này mà có đủ thì Bồ Tát của chúng ta đã nhận lời chư thiên để mà tái sanh xuống cõi người. Ở trong cái điều kiện đầu tiên quán xét về cái tuổi thọ của con người Đức Bồ Tát của chúng ta đó quán xét coi như là thấy cái tuổi thọ của con người vào cái thời đó là sống khoảng 100 năm, có nghĩa là cái tuổi thọ trên dưới 100 năm nó thích hợp, thành ra Bồ Tát nhận lời. Quý vị thấy rằng là tại sao mà phải coi lại cái tuổi thọ của con người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta mà sống mà cỡ mà 1-2-3 ngàn tuổi chắc có lẽ chúng ta rất là ít tu quý vị, có nghĩa là chúng ta thấy cái thời gian của chúng ta sống dài quá, mình không có sợ có mấy chục năm thôi mà mình còn chưa thấy được, mình chưa có thấy được cái sự sợ hãi trong cái sanh tử luân hồi đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng mình chưa có thấy sợ nữa quý vị đó. Thành nếu mà cái tuổi thọ của chúng sanh mà nhiều tuổi quá thì quý vị thấy rằng bây giờ thí dụ như cho chúng ta là có tuổi thọ 1-2 ngàn tuổi, chúng ta đâu tu quý vị, chúng ta không tu. Rồi, bây giờ tuổi thọ mình mà 1-2 ngàn tuổi là mình không giờ mình tu hết á đó. Nhưng mà cái tuổi thọ mình trên dưới 100 thành ra lúc đó mình nếu mà mình thấy những cái sự kiện gì đó có thể mình sẽ tu tập, thành ra lúc đó cái tuổi thọ con người như vậy đó, thì khi mà Bồ Tát chứng đắc được thành bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì mới giảng pháp được cho chúng sanh nghe. Còn đối với cái thời kỳ cái tuổi thọ con người mà ít quá, tuổi thọ con người mà ít quá đó thì coi như là cũng không tu tập được, cái tuổi thọ ít quá không tu tập được. Ở đây thì chúng tôi cũng nói thêm quý vị biết rằng tuy rằng Bồ Tát của chúng ta quán xét tuổi thọ con người trên dưới 100,
Nhưng mà lúc đó cũng có những vị, thí dụ như Ngài Bát Cú Lá sống đến 160 tuổi, hoặc là tín nữ Vissakha sống đến 120 tuổi đó. Thì những người này là quý vị biết rằng là những cái trường hợp đặc biệt, do cái phước ở trong quá khứ, rồi có người do ở ngay trong hiện tại làm thiện nhiều thành ra tuổi thọ tăng, hoặc là quý vị coi ở trong những cái quả báo của cái người tu tập thiền là cũng tăng tuổi thọ nhé quý vị, tăng tuổi thọ. Thành ra có những cái trường hợp đặc biệt mà quý vị thấy rằng trên 100 tuổi, 120 tuổi, 160 tuổi là do cái thiện nghiệp nhiều quá, thiện nghiệp nhiều quá, thành ra cái con người nó vượt qua cái số tuổi đó, chứ không có cái gì mà ảnh hưởng đến cái giáo pháp này hết đó. Vậy thì Bồ Tát của chúng ta quán xét cái thời kỳ tuổi thọ con người thích hợp, thành ra đã nhận lời tái sanh. Thứ hai nữa là quán xét đến ở châu, có nghĩa là chúng ta đó, lúc đó Bồ Tát quán xét rằng cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này được, cái cõi Nam Thiện Bộ này được, thành ra Bồ Tát nhận lời để mà tái sanh xuống cõi Nam Thiện Bộ Châu. Rồi quán xét đến cái xứ sở tái sanh là ở trong cái Nam Thiện Bộ Châu này rất là lớn, nhưng mà ở Trung Ấn Độ, ở trong cái Trung Ấn Độ đó, cái vùng đó, là coi như là giống như là cái rúng của quả địa cầu, cái rúng của quả địa cầu. Thành ra quán xét thấy được cái điều đó rồi, ngài là cái nguyên nhân, cái điều kiện thứ ba, ngài mới nhận cái sự mà tái sanh đến cái xứ đó, dùng Trung Ấn Độ đó, thành Kapila Quách Thú đó. Rồi Bồ Tát quán xét đến cái dòng để mà mình tái sanh là cái dòng sắc giác, quán xét dòng họ nơi tái sanh là cái dòng dòng sắc giác, ngài mới coi như là ngài có được cái điều kiện đó, ngài mới nhận lời nhập thai. Rồi điều thứ năm là quán xét về thân mẫu, có nghĩa là quý vị thấy rằng lúc bấy giờ ở cái cõi nhân loại đó có hoàng hậu Maha Maya Dewi, đó là chánh cung của đức vua Xuất Khô Đá Nát, là một cái người mà coi như là có giới hạnh rất là trong sạch, và đã từng tạo cái pháp độ, cái pháp hạnh ba la mật suốt 100.000 đại kiếp, và được một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ. Thọ ký là sau này trong thời Đức Phật Gotama, bà sẽ là một cái vị mà mẫu thân, mẫu thân của Bồ Tát. Rồi lúc đó, quý vị biết rằng là Bồ Tát của chúng ta quán xét là cái tuổi thọ của bà đó là đúng 10 tháng 7 ngày. 10 tháng 7 ngày. Chúng tôi nhớ có những cái đêm đầu đà đó, có những người người ta tiếc thương quý vị. Người ta nói không biết làm sao mà Đức Phật Bồ Tát của mình đó, sao mà hoàng hậu Maya sanh ra ngài rồi đúng 7 ngày sau là hoàng hậu Băng Hà, là hoàng hậu Băng Hà, có nghĩa là về tiên đế đó quý vị, về chầu tiên đế đó, thì người ta cảm thấy rằng cũng như là xót thương cho Bồ Tát của mình. Nhưng mà thật sự ra đó là quý vị biết rằng cái điều đó là một cái điều bình thường, một cái điều bình thường quý vị. Tại vì quý vị biết làm sao không? Quý vị biết làm sao mà sanh Bồ Tát ra mà 7 ngày sau mà hoàng hậu phải Băng Hà không? Tại vì hoàng hậu là một người mà có giới hạnh trong sạch quá. Giờ hỏi quý vị, giờ mẹ của một vị Phật mà thí dụ như bị ai sỉ vả, rồi hoặc là bị ai chửi, hoặc là bị ai làm cái chuyện tầm bậy gì đó, thì quý vị nghĩ rằng là cái người đó sẽ khổ đến như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng tôi nhớ lúc trước chúng tôi đọc trong cái chú giải Quốc Tá Quan Xá,
nói rằng á, mà quý vị biết hoàng hậu Maya đó, mà lúc mà đang mang thai thấy tử Siddhartha ở trong thai đó, nếu mà ai mà làm một cái gì đến bà đó, là đầu bể ra làm bảy mảnh. Quý vị thấy ghê không? Mà nếu mà thí dụ như ai mà ôm ấp mà làm cái chuyện tầm bậy gì với bà đó, là đầu bể ra làm bảy mảnh. Thì chúng tôi nghĩ, chúng tôi lúc đó chúng tôi mới thắc mắc, chúng tôi hỏi cái vị hoàng thượng đó, à, tại sao mà cái như là cái chúng sanh đó mà đụng đến hoàng hậu Maya đó mà đầu bể ra làm bảy mảnh. Thì các ngài mới giải thích đó, là do cái quy lực của một vị chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là không phải là cái vị đó muốn cho cái người mà làm hại mình bị như vậy, nhưng mà do cái năng lực đó như vậy đó, do năng lực đó như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Bồ Tát của chúng ta ở cõi trời quán xét đầy đủ năm điều kiện đó, thành ra đã nhận lời nói điều đó, nhận lời chư thiên. Thì lúc đó chư thiên rất là như là chư thiên rất là mừng vui quý vị. Thì chúng tôi nhớ là lúc trước chúng tôi đọc ở trong chú giải Bút Tháo Quang Sáng, quý vị biết rằng các vị viết lại, các vị mô tả lại lúc mà Bồ Tát mình nhập thai rồi đó, hoàng hậu Maya ứng mộng điềm lành đồ này kia đó, có nghĩa là lúc đó biết mình có thai đó. Thì lúc đó thật sự ra hoàng hậu Maya mang thai Bồ Tát đó, thì hoàng hậu Maya không có thấy. Nhưng mà ở trong chú giải nói rằng là lúc đó quý vị biết rằng chư thiên coi như là canh giữ xung quanh ở trong và ở ngoài, rồi ở xung quanh chỗ ngụ của hoàng hậu Maya, canh chừng xung quanh đầy đủ chỗ đó hết. Mà chư thiên là coi như là quý vị biết rằng là nhiều hạng chư thiên, những cái chúng sanh mà Atula, những cái chúng sanh giả đều canh giữ nơi đó hết, cầm gươm, cầm đao, cầm giáo, nói chung là canh giữ hết. Thì lúc đó đó, chúng tôi mới hỏi rằng là tại sao mà ở trong Phật giáo mình mà có những cái sự mà canh phòng như vậy, cầm gươm, cầm đao, cầm giáo đồ, canh giữ xung quanh. Thì chúng tôi mới coi ở trong cái chú giải, ở trong chú giải giải thích rằng thật ra đó là không có ai hãm hại được hoàng hậu Maya và Đức Bồ Tát của mình hết. Nhưng mà do chư thiên tôn kính, do chư thiên tôn kính hoàng hậu Maya và Bồ Tát, nên các ngài tự động các ngài đến, các ngài canh giữ gì đó, các ngài canh giữ gì đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những lễ hội, hoặc là có những cái con người là quý vị thấy rằng cũng không có ai làm hại gì hết, nhưng mà vẫn có những cái đoàn binh lính hoặc là binh tướng gì đó, người ta cũng bảo vệ, người ta cũng như là đi làm dàn chào đồ này kia đó. Thì chúng tôi đọc ở trong chú giải giải thích là như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng là đối với Bồ Tát của chúng ta đó, rất là uy hoàng. Rồi một điều ở đây nữa nè, quý vị biết rằng Bồ Tát chánh đẳng chánh giác khi mà nhập thai là ngài có chánh niệm lúc nhập thai, có chánh niệm lúc trụ thai, có nghĩa là ở trong bào thai á. Rồi Bồ Tát của chúng ta đó có chánh niệm lúc mà xuất thai đó. Còn đối với những vị Phật độc giác, những cái Bồ Tát mà độc giác á, vị có chánh niệm lúc nhập thai, có chánh niệm lúc ở trong thai đó, nhưng mà lúc xuất thai thì không có chánh niệm đó. Rồi đối với bậc thượng thủ thinh văn hay là bậc thinh văn thì có chánh niệm cái lúc mà nhập thai thôi, chứ không có cái chánh niệm ở trong cái lúc mà trụ thai hoặc là xuất thai đó. Quý vị thấy rằng những cái sự kiện này là chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải nên nhớ quý vị, nên nhớ. Rồi bây giờ nè, có thể là quý vị sẽ đón được quý vị học viên ở trong trong cái lớp này, chúng tôi biết là học giỏi về vi diệu pháp lắm rất là giỏi về vi diệu pháp lắm. Vậy thì quý vị
Quý vị nhìn cái bảng nêu á, quý vị nhìn cái bảng tâm mà quý vị học á, quý vị có thể đoán rằng là Bồ Tát Siddhartha là nhập thai bằng tâm gì không? Bằng tâm gì không? Nói ai nói đúng là được thưởng kẹo. Tâm đại quả. Đại quả gì? Tâm đại quả thọ hỷ hợp trí. Cái gì nữa? Tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, chắc hết kẹo à. Chắc hết kẹo với mấy học viên này. Và tâm đại quả à, tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ nha quý vị. Đó, Bồ Tát chánh đẳng chánh giác của chúng ta đó là coi như là nhập thai bằng cái sanh, bằng cái tâm đại quả đó. Còn đối với chúng ta đó, sanh bằng tâm chúng ta sanh bằng tâm gì quý vị? Chúng ta thì không biết, thì cũng nằm ở trong tám tâm đại quả đó. Thật sự ra thì đối với tâm mà hai cái tâm mà quan sát thọ xả quả thiện, quả bất thiện vô nhân như quả thiện á, vô nhân á, thì chúng ta không có sanh bằng hai cái tâm quả đó rồi. Tại vì chúng ta ngồi trong đây á, chúng ta cũng có cơ hội, chúng ta ngồi trong đây á, thì chúng ta cũng loại trừ được một cái tâm quả bất thiện rồi đó. Rồi còn lại cái tâm quả thiện mà vô nhân á, thì nếu mà chúng ta ngồi trong đây á, thì chắc có lẽ là không có đâu. Thì đó mình yếu lắm, yếu lắm, nó cứ chạy vòng vòng ở ngoài. Chúng sanh nào mà tái sanh bằng cái tâm đó, cứ đi vòng vòng ở ngoài thôi, chứ không thể nào mà ngồi lâu ở đây coi được hết. Thành ra chúng ta đó, chúng ta thì một trong, chắc có lẽ một trong bảy tâm đại quả thôi. Một trong bảy tâm đại quả thôi, chứ không thể nào mà chúng ta tái sanh bằng cái tâm đại quả mà thọ hỷ hợp trí vô trợ đâu. Cái tâm thứ nhất đó, chúng ta không thể nào chúng ta tái sanh được bằng tâm đó đâu. Chúng ta chỉ bảy tâm đại quả, còn lại thì ai mà coi như là cảm thấy mà mình đắc được sơ thiền nhị thiền, thì coi như là người đó đã tục sanh bằng tâm đại quả mà hợp trí, hợp trí. Còn mà mình thấy rằng mình tu hoài mà không có đắc thiền đó nha, mà tu mà tận lực đó nha, tu tinh tấn, tu tận lực đó rồi á, mà chúng ta thấy chúng ta không có đắc được thiền định gì hết, tu tập đúng phương pháp, đúng đường đi, đúng lối đồ đàng hoàng, rồi có cái sự tinh tấn nhiệt tâm nhiệt quyết mà chúng ta không đắc được thiền định, chúng ta không đắc được thiền định, thì coi như là chúng ta biết rồi, chúng ta biết rồi là chúng ta có thể là sanh bằng cái tâm mà nhị nhân, cái tâm đại quả đó mà nó có hai nhân thôi, vô tham với vô sân thôi đó. Bởi vì khi mà chúng ta học về pháp đó, nói tới đâu chúng ta cũng liên tưởng được, nói đến đâu chúng ta cũng liên tưởng được. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái tạng của nhiều pháp đó, khi mà quý vị học rồi á, mình thông thả từ từ, khi mà mình coi vô kinh điển á, thì lúc đó là mình sẽ thả từ từ vô, mình sẽ thả từ từ vô. Cũng như nói về chuyện tái sanh thì chúng ta liên tưởng đến tám tâm đại quả liền. Bởi vậy á, mới nói rằng là khi mà chúng ta học về cái tạng vi diệu pháp rồi á, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới khai mở từ từ. Chứ một lúc mà chúng ta ứng dụng vô á, một lúc luôn á, thì cũng không được. Mà chúng ta mà bỏ quên luôn á, thì nó uổng quá, nó uổng quá. Thành ra đó, trong khi mà chúng ta học vi diệu pháp rồi, thì khi mà nói đến bất cứ ở một cái món nào, có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là nói đến một cái bài kinh nào, một cái sự kiện nào, chúng ta cũng từ từ chúng ta cũng thâm nhập vô hết. Ví dụ như bây giờ mà nói về cái con người của chúng ta, chúng ta đem lên bản niêu chúng ta chia luôn,
Cái người mà được là sư pháp tính hay là nguyên trang nguyên như hay là hồng nhung gì đó, cái đó là gì quý vị? Cái đó là gì? Cái phần chế định thôi. Cái phần chế định thôi, phải không? Mà cái phần chế định thôi, nó đến chí vị để kêu gọi cho mình biết, mình biết thôi. Rồi nếu mà nói về tục đế, danh chế định đâu thôi, kêu tên để cho mình biết thôi đó. Nhưng mà khi mà nói phân tích về tâm hoặc là ngũ uẩn vân vân thì chúng ta đem lên chúng ta chia lát là coi như là chia ra từng pháp hết. Thành ra quý vị mới thấy rằng là nói về cái tánh vô ngã là sao quý vị? Là có nghĩa là nguyên cái người mình đem lên bản điều mình chia ra xong hết luôn, thấy nó không có cái gì, nó không có cái cốt lõi, nó không có cái gì trong đó. Giờ quý vị mà phân tích theo tạng kinh đó thì thịt gân xương mũ máu da nước tiểu gì đó, quý vị phân tích ra nó nát bét hết ở trên đó. Phân tích ra 32 cái thể trượt này nó nát bét ở đó. Rồi bây giờ nếu mà quý vị phân chia theo cái bản vi diệu pháp đó, được không? Được hết. Con mắt sắc thần kinh nhãn, tâm là tâm nhãn thức đó. Đó quý vị phân tích ra ở phần sắc pháp, ở phần tâm, ở phần tâm sở, quý vị phân hết đi. Coi như là ở trong đó, bởi vì lúc đó quý vị mới biết rằng là các vị trưởng lão nói rằng giống như là cái bẻ chuối vậy đó, lột ra hết rồi, nó cũng không có cái lỗi ở trong đó, nó không có cốt lỗi ở trong đó đối với cái thân này. Thành ra chính vì mà những người nào mà chia pháp chia pháp mà rành rồi, rồi suy nghiệm kỹ sâu vô đó thì chúng ta mới phá tan được cái gì mà hồi trước giờ chúng ta cho là có ngã, cái gì mà hồi trước giờ chúng ta cho là tự ngã đó. Mình phải chia, rồi mình phải coi như là mình phải tìm hiểu sâu vô. Mà tìm hiểu sâu vô này á, là quý vị biết rằng á, là mình tìm từ từ, chứ không phải là một ngày một buổi hoặc là một tháng hoặc là một năm quý vị biết đâu. Mà coi như là quý vị học từng ngày từng ngày, từng tháng, nhiều năm vậy đó, coi như là nó đi theo quý vị tới cuối đời luôn. Và chúng tôi cũng báo cho quý vị nghe để mà mình có một cái tin mừng, sau này á, mà chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta học kinh tụng mà Bali, chúng ta biết được những cái bài kinh này rồi đó, quý vị biết rằng là sẽ dính theo mình ở trong đời này và đời sau. Khi mà bậc chánh đẳng chánh giác á, mà xuất hiện ở trên thế gian á, thì quý vị biết là coi như là các ngài cũng dùng cái âm thanh Bali này, cái phản ngữ Bali này, có nghĩa là lúc đó cũng là Buddha, Buddha, Buddha Uppado, Hammo Uppado, có nghĩa là Đức Phật hiện khởi trên thế gian, giáo pháp hiện khởi trên thế gian mà bằng cái ngôn ngữ âm thanh Bali này, chứ không có thể nào mà lúc đó không lẽ giờ Đức Phật xuất hiện trên thế gian, không lẽ lúc đó thời kỳ của tiếng Campuchia hưng thịnh nói tiếng Campuchia, hoặc là cái thời kỳ đó là tiếng Đức hưng thịnh nói tiếng Đức, hoặc là cái thời kỳ đó nói tiếng Anh, không có, cũng nói tiếng Bali này nữa đó. Thành ra đó rồi á, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn đó, rồi Chitta Cetta Sika Rupa đó, coi như là cũng những cái âm thanh này. Thành ra bây giờ chúng ta học á, giống như là chúng ta gieo những cái hạt giống gieo những cái hạt giống ở trong đó đó. Thành ra chúng tôi nói thêm cái điều này á, để cho quý vị mừng, để cho mình mừng cái sự học của mình nó rất là có ích, nó có ích lợi ở trong đời này đời sau, chứ không phải là bất những cái môn học khác á, chúng ta học á, được ích lợi ngay ở trong đời này thôi. Còn đối với những cái Phật học mà chúng ta học thì có ích lợi từ đời này đến đời sau đó. Rồi kính thưa quý vị, trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói thì Hoàng hậu Ma Gia mang tháng xin lỗi, mang thai Đức Bồ Tát đúng 10 tháng đúng 10 tháng là lúc đó quý vị thấy rằng là tại sao mà Hoàng hậu Ma Gia đó
không sanh Bồ Tát ra ở trong hoàng cung, mà với nhung lụa rồi cung phi mỹ nữ quay quanh hầu hạ đồ này kia, mà phải xin đức vua Tịnh Phạn để mà trở về ở bên ngoài để mà sanh, đến cái ngày sanh đẻ đó quý vị. Thành ra nó có nhiều người á, người ta mới ưa lấy theo cái phong tục này. Ví dụ như phụ nữ sau khi lấy chồng rồi đến lúc mà gần sanh con á, thường thường xin về ở bên nhà mẹ ruột của mình để đẻ con được vân vân. Thì người ta có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng là người ta lấy theo những cái tích xưa. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta, cái bất cứ một cái gì đó chúng ta cũng phải hiểu, có nghĩa là do cái quy lực của một cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác là thái tử của mình, là thái tử Sĩ Đạt Ta đó, là Đức Phật của chúng ta đó. Có nghĩa là khi mà hoàng hậu á, mà đi đến giữa cái ranh giới bên nội và bên ngoại, thì Bồ Tát lúc đó là lọt lòng mà lọt ra khỏi bào thai. Lúc đó hoàng hậu Maya trở dạ, chỉ nhóm rồi nhìn thấy cái bông hoa sa la đó nở đẹp như vậy, rồi hoàng hậu Maya nhóm đến để mà muốn bẻ cái cành hoa đó, thì lúc bấy giờ là Bồ Tát từ ở trong bào thai đi ra đi, đi xuống bằng hai cái chân ra trước nha quý vị. Đối với con người của chúng ta đó, là coi như là lúc đó đó, lúc mà cái người mẹ đó mà chuyển dạ đó, là ở trong kinh nói là do một luồng gió nghiệp là tống cái đầu mình tống cái mình xuống trước, rồi cái đầu mình mới đi ra ngoài trước, rồi cái bà mụ bà mới nắm cái đầu mình bà kéo ra đó, phải không? Cái này là chúng tôi đọc ở trong kinh điển, là ở trong kinh gọi là luồng gió nghiệp, do cái luồng gió nghiệp mà nó tống cái đầu mình, coi như là quay xuống, bắt đầu là nó tống cái đầu mình ra, bà mụ bà mới nắm cái đầu mình bà kéo ra. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta là không có, coi như là lúc đó đúng thờ duỗi hai cái chân xuống bước ra ngoài đàng hoàng. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng là lúc đó hoàng hậu Maya đó là đi về cái vùng bên ngoài để mà sanh đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là lúc đó là tại sao quý vị, tại vì Bồ Tát chánh đẳng chánh giác là không phải của bên nội bên ngoại gì hết, đi tới ranh giới đó rồi là tự nhiên ở ranh giới mà ở chính giữa của nội và ngoại đó là Bồ Tát mình xuất hiện ra khỏi bào thai liền đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật là của chung mà chư thiên và nhân loại, đó. Lúc đó thì quý vị thấy rằng là khi mà sanh ra rồi đó, đạo sĩ A Tư Đà cũng đến coi, cũng như là coi Bồ Tát của chúng ta đó, là coi tướng đó quý vị. Sau khi coi tướng rồi thì cái vị đạo sĩ này là mới nói lên là một là cái vị này sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, hai là sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với khi mà Bồ Tát của chúng ta đó, còn mà nói về mà bảy đi đó, do cái quy lực của một cái vị thái tử, một cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác kiếp chót khi mà ra đời là vậy đó, ngày bước đi bảy bước vậy đó, rồi một tay chỉ ở trên trời, một tay chỉ ở dưới đất, với cái ý nghĩa là sao? Trong cái cõi người này nè, bây giờ là chỉ có một mình ta là cao thượng, do cái quy lực đó quý vị đó, chứ không phải là một cái chuyện gì hết đó. Nó do cái quy lực. Bây giờ thì alo
Dạ đúng rồi. Dạ nhận được rồi chị. Dạ. Dạ biết rồi chị à, biết rồi à, có gì giờ tôi điện thoại là tôi hỏi nha, tại vì giờ tôi đang có công việc. Dạ. Rồi bây giờ chắc có lẽ chúng tôi thuyết giảng đến cái phần này thôi. Rồi quý vị bây giờ chắc có lẽ là quý vị có thắc mắc đi. À, quý vị có đưa lên câu hỏi để mà chúng ta thảo luận nó sâu sắc hơn. Quý vị có đồng ý cái điều này không? Dạ, rồi sa thú ở trong cái chuyện mà Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi quý vị hỏi ở trong cái phần nào, nói chung là về lịch sử. À, chúng tôi sẽ ráng cố gắng để mà chia sẻ với quý vị nha. Chứ nói về ba cái sự kiện này quý vị thấy không? Khi mà Bồ Tát mang thai thôi, Hoàng hậu Ma Gia mà mang thai Bồ Tát thôi là nó cũng dài ơi là dài. À, nói cái sự kiện này nó dài lắm quý vị. Thành ra quý vị có thắc mắc thì mình thảo luận trong cái kỷ niệm cuộc đời của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy hay hơn. Dạ, bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính đảnh lễ sư phụ pháp tính là phải kính tri ân ngài đã cho chúng con cái thời pháp về lễ vi sắc hôm nay. Bạch với ngài, con có một cái câu hỏi á, là nguyên như nghe hồi nãy sư phụ có kể cái chỗ là khi mà mình học vi diệu pháp và mình học cái tiếng Pali thì lúc đó là cái lúc nào mà những cái vị Phật nếu mà mình gặp trong tương lai á thì mình cũng có thể hiểu được, giống như là chít tá hay là chê tá xích cá gì đó thì mình vẫn hiểu được chư vị mà giảng pháp. Nguyên như xin có một câu hỏi là nếu mà mình học ở bên Việt Nam á thì cái tiếng Pali mình nó nói theo cái chư tăng của Thái Lan, rồi mình học ở bên Miến Điện, rồi mình học bên những cái sư phụ Tích Lan như vậy, rồi Đức Phật có hiểu được tiếng của giống như ba miền Nam Trung Bắc của mình không, Bạch Sư? Tụi con thấy có người thì nói tiếng này hay hơn, có người thì nói tiếng kia đúng hơn. Như vậy thiệt sự tiếng Pali có tiếng nào đúng hơn và tiếng nào sai hơn không, Bạch Sư? Dạ con xin nhân bích lại cho sư phụ ạ. Nhà kính lễ đến chư tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong lớp học. Đối với cái câu hỏi của Nguyên Như vừa nêu ra thì cái miền thì cũng không sao quý vị, nhưng mà ở đây chúng tôi nói là cái âm thanh đó, có nghĩa là lúc đó chúng ta dù cho chúng ta có cái là cái người ở miền nào hoặc là cái người nào đi nữa, nhưng mà chúng ta nghe cái chữ Buddho Upado thì chúng ta nghe cái âm thanh đó, đó là chúng ta tự nhiên lúc đó chúng ta nghe, thật sự chúng ta không có hiểu gì hết, nhưng mà chúng ta có ấn tượng. Chúng ta có ấn tượng là chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta sẽ đi tìm cái ngôn ngữ đó, là chúng ta sẽ đi tìm cái âm thanh đó, cái âm thanh gì mà gọi là Buddho, nó tác thành Buddho vậy. Có nghĩa là chúng ta có cái duyên lành, chúng ta muốn tìm hiểu. Còn cũng như bây giờ, thí dụ như quý vị rằng mình không có nghiên cứu về Anh ngữ đi, hoặc là mình còn không có thích về Pali, tự nhiên mình nghe người ta tụng đọc Pali gì cái cũng vậy, mình cũng không có quan tâm đến. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều cái diễn đàn người ta phân tích về Anh ngữ đi, rồi mình đâu có thích về Anh ngữ gì đâu, thành ra mình nghe cũng như không, mình cũng không có thích vô trong cái diễn đạt đó đó. Nhưng mà nếu mà mình có am hiểu về Anh ngữ thì mình nghe ở trong đó người ta đang phân tích về ngữ pháp của Anh ngữ gì đó, tự nhiên là chúng ta muốn đi vô đó để mà chúng ta nghe, chúng ta tìm cái lợi ích gì đó đó. Cũng như là quý vị thấy rằng đối với những vị mà đệ tử của Đức Phật trước lúc đó, các ngài nghe chư tăng tụng sắc này là vô thường, do nó vô thường nên nó khổ,
mà nó khổ, nó không có hợp lý là mình nói là của ta, là tự ngã của ta, vân vân. Thì lúc đó thật sự ra diễn tả như vậy đó bằng tiếng Việt cho mình nghe, chứ thật sự ra đó là nghe các vị chư tăng là lúc đó đang tụng âm thanh Pali. Hoặc là quý vị thấy rằng chư thiên ếch, chư thiên ếch thì hoặc là con gà mái đi, con gà mái khi mà nghe chư tăng tụng đọc những cái bài kinh tứ niệm xứ, hoặc là chư thiên ếch nghe Đức Phật thuyết giảng, thì lúc đó bằng tiếng âm thanh Pali thôi. Nhưng mà lúc đó chư thiên ếch là coi như là có cái sự mẫn như thích về cái âm thanh, thích về cái âm thanh, và biết được cái âm thanh này là của một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác đang thuyết. Thành ra chứ không có hiểu gì hết, nhưng mà do tôn kính như vậy mà sanh lên, sau khi chết sanh lên cõi chư thiên đó. Vậy thì ở đây muốn nói rằng là lúc đó chúng ta là cái người ở cái dân tộc nào mình không biết, là cái người ở dân tộc nào không biết, nhưng mà mình nghe cái âm thanh đó là tự nhiên mình phát sanh được cái niềm tin, mình có cái sự tôn kính. Thì đối với cái chữ mà nó chạy chạy với nhau thì nó cũng không có thành vấn đề gì hết. Cũng như ở trong chúng ta đó, chúng ta nghe những người mà ở ở miền Bắc hay miền Trung á, cái chữ lên mà người ta nói cái chữ nên, hoặc là gì đó, cái lan cái nan gì đó, thì chúng ta nghe chúng ta thấy lạ lạ, nhưng mà chúng ta cũng biết là kêu cái người con gái nó tên Lan đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng lúc đó cái âm thanh Pali đó, dù cho mình ở cái miền nào á, mình cũng nghe cái âm thanh đó rồi mình sẽ phát sanh cái niềm tin, phát sanh cái niềm tin, mình có cái sự cung kính về cái âm thanh đó, hoặc là mình đi tìm đến cái chỗ đó liền. Nó dù cho mình học nào hoặc là cái miền nào cũng vậy, mình cũng nghe được cái âm thanh đó. Nếu mà mình có cái duyên lành mà từ trước giờ, từ trong quá khứ mình đã từng học Pali hoặc là mình đã từng học Pháp, thì mình sẽ nghe là mình sẽ tìm đến liền. Dù cho mình là cái người miền nào, không biết là như vậy thì Nguyên Như có Nguyên Như xa thú rồi hả? Rồi sẵn chúng tôi đã thấy cái câu của Calvin hả? Calvin Butler ha. Ở trong cái tục lệ á, cái tục lệ của chư Phật á, là coi như là ở chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở ngoài trời hết. Ba cái sự kiện này đều ở ngoài trời hết. Cái này gọi là tục lệ của chư Phật. Tục lệ của chư Phật là một cái vị Phật nào ở trong quá khứ, ở trong hiện tại. Hiện tại thì chúng tôi vừa giảng rồi, mai mốt đến cái thời sau này là Đức Phật Maitreya, Đức Phật Di Lạc đó, là cái sự kiện này cũng ngoài trời luôn. Ba sự kiện này cũng ngoài trời luôn, chứ không có thể nào mà diễn ra ở trong hoàng cung hoặc là một cái nơi phúc đất nào hết, cũng ở ngoài trời luôn. Bây giờ thì xin gỡ mic lại cho vị kế tiếp. Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, và con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính lễ Sư Pháp Thân. Thưa Sư, con kính chào đại chàng. Thưa Sư, Thưa Sư Pháp Tính, con muốn hỏi là Đức Phật hiện tại, Đức Phật quá khứ và vị lai, những Đức Phật đó, những Đức Phật sẽ sanh vào Nam Thiện Bộ Châu, và cũng là ở nước trung tâm tại Ấn Độ luôn, phải không Sư? Xin Sư giải thích cho con là những vị Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều sẽ đáng sanh vào Nam Thiện Bộ Châu và tại Ấn Độ, phải không Sư? Dạ, con xin xuống đất, cảm ơn ạ. Dạ, xa thú chánh tâm không biết là Phật tử hay là một vị sư, tại vì cũng có một vị sư tên Chánh Tâm, thành ra chúng tôi mới hỏi không biết là Phật tử hay là sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng và sa thú tự chánh tâm. Kính bạch kính thưa đại chúng, cái điều này đó thì lúc trước chúng tôi cũng đã hỏi các vị hòa thượng, các luôn cả các ngài tam tạng, thì các ngài đều trả lời cho chúng tôi là hai ý. Ở trong chú giải của Bút Thá Quan Xá nói rằng là cũng ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng, mai mốt Đức Phật Di Lạc là Đức Phật tương lai đó cũng xuất hiện ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng luôn quý vị, Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Rồi thêm một ý nữa, thêm một ý nữa đó là các ngài nói là lấy cái chỗ mà gọi là trung tâm quả địa cầu là chính xác nhất, trung tâm quả địa cầu là chính xác nhất. Có nghĩa là mai mốt đến cái thời kỳ mà Đức Phật Di Lạc xuất hiện trên thế gian thì ngài cũng xuất hiện ở trung tâm quả địa cầu. Thì mai mốt ở trong cái thời điểm đó đó, mình không biết là trung tâm quả địa cầu đó, đó là nó nằm ở đâu, mình không biết là cái sự thay đổi của trái đất, cái sự thay đổi nó như thế nào, mà nó dù cho nó thay đổi chỗ nào đó thì Đức Phật của chúng ta cũng xuất hiện ngay trung tâm quả địa cầu. Lúc đó cái vùng đất nào, cái nước nào nó thuộc về trung tâm quả địa cầu thì coi như là Đức Phật chúng ta sẽ xuất hiện chỗ đó, Bồ Tát Mấy Tây Giác. Thành ra đó, bây giờ đó, nếu mà mình có niềm tin với chú giải Bút Thá Quan Xá thì nói rằng là ở trong cái ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Bồ Đề Đạo Tràng là sẽ có 5 vị Phật xuất hiện, mà bây giờ là đã 4 vị rồi, 4 vị rồi, thì coi như là Đức Phật Di Lạc là một cái vị thứ 5. Quả địa cầu này của mình, cái kiếp trái đất này của mình là coi như là có 5 vị chánh đẳng chánh giác. Nếu mà mình tin theo cái điều này cũng được, nếu mà ai mà cũng như là có cái sự mà dễ có cái niềm tin thì chúng ta tin theo cái điều này cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn chắc chắn thì lúc đó cái nơi nào là trung tâm quả địa cầu thì cái nơi đó Đức Chánh Đẳng Chánh Giác sẽ xuất hiện. Có nghĩa là Đức Phật Di Lạc sẽ xuất hiện ở trong cái chỗ đó, chỗ trung tâm quả địa cầu. Đó, và cái câu hỏi này thì chúng tôi phải lấy theo cái ở trong kinh điển vậy thôi, là có nghĩa là vừa cái sự giải thích của các ngài và vừa ở trong kinh điển. Dạ, bây giờ thì mời Hồng Thị Kim Nhung nha. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Pháp Tính, con kính lễ cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con có một cái ý kiến nhỏ như thế này ạ. Theo như con cũng đọc sách và cũng như sư cũng đã giảng thì là chư Phật ba đời đều tục sinh ở Trung Ấn Độ, có nghĩa là trung tâm của quả địa cầu. Nghĩa này là có nghĩa là cái vùng này nó hội đủ các phước duyên. Nhưng mà khi con qua Ấn Độ thì con thấy họ có nhiều người họ nghèo khổ quá đi, họ nghèo cả làng phải đi ăn xin và họ có những cái hình dạng rất là kỳ dị. Thì như vậy thì con không hiểu tại sao mà họ lại vô phước đến như vậy ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú Hồng Thị Kim Nhung, kính đảnh lễ chư tăng, kính chào đại chúng. Thật ra đó thì ở trong cái xứ Ấn Độ đó, mà mình đi qua bên đó, mình thấy Bồ Đề Đạo Tràng hoặc là Đảng Sanh hoặc là Thành Đạo mà vân vân chuyển pháp luân xung quanh đó, thì cái người nghèo nó rất là nhiều ở xung quanh ở đó. Thành ra lúc đó, đó chúng ta mới nhớ đến cái câu mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta: nghiệp lực của chúng sanh là bất khả tư nghi, mình không thể nào biết được cái gì. Mà chúng tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ chúng ta nhớ rằng cái câu mà nói rằng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
Có nghĩa là lúc mà đối với chúng sanh mình á, thì chỉ nhìn thấy cái hậu quả thì sợ thôi, nhưng mà lúc mà làm cái nhân đó đó, mình không sợ, mình không sợ quý vị đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là do một cái ác nghiệp nào đó mà chúng sanh đó, ở thí dụ như là những chúng sanh ở Bồ Đề Đạo Tràng mà người ta không được tu, mà người ta phải thiếu thốn mà đau khổ nó cùng cực, là quý vị thấy rằng có những chúng sanh, quý vị thấy không, là coi như là cái người đó, cái người mà phải nằm sát xuống đất, rồi hai cái tay phải cong lên, hai cái chân phải cong lên như vậy đó. Mỗi lần ăn á, là quý vị biết rằng bây giờ hai cái tay hai cái chân nó cong lên rồi, lấy gì mình ăn được. Thành ra chỉ có thảy cái dĩa hay là lót một cái miếng lá gì đó, rồi bỏ thức ăn vô đó, rồi coi như là cái chúng sanh đó là chỉ có đưa cái miệng vô để mà cạp cạp, để mà cạp cạp. Thì chúng tôi nghĩ là chắc có lẽ là những chúng sanh đó là do hủy bán tam bảo, hủy bán tam bảo, hoặc là có cái sự mà cũng như là phá hoại tam bảo một cách tàn khốc, một cách khủng khiếp. Quý vị cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái thời kỳ mà ngày Mục Kiền Liên không đó, thì ngoại đạo nó băm sát một ngày Mục Kiền Liên, nó băm sát nhiễn ra, nó quăng chỗ này miếng, chỗ kia miếng, chỗ này miếng, chỗ kia miếng đó. Hoặc là quý vị đọc ở trong cái lịch sử mà cái cây Bồ Đề mà tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ bây giờ đó, thì quý vị biết rằng đã trải qua một cái thời gian rất là lâu rồi, có những người người ta ở ngoại đạo đó, nó ghét, nó nổi mà nó chặt cái cây Bồ Đề đó luôn, nó chặt cái cây Bồ Đề đó luôn. Thành ra quý vị thấy rằng cái cây Bồ Đề mà hiện giờ còn á, là do một cái nhánh khác nó mọc lên, quý vị, chứ không phải cây Bồ Đề nguyên thủy mà từ hồi thờ Đức Phật đó. Hoặc là đối với ngoại đạo nó đi đến mà nó giết những cái vị tu sĩ tàn sát một cách khủng khiếp, rồi sau đó đập phá hết những cái đền thờ. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng những cái chúng sanh đó nó do cái nghiệp do cái nghiệp nó nặng quá, quý vị, nó nặng quá. Thành ra bây giờ tuy rằng sanh tại cái thánh tích đó nhưng mà nó phải mang những cái thân hình như vậy. Hoặc là bây giờ quý vị coi ở trên YouTube, ở trên cái mạng xã hội đó, có những người á, người ta rất là vô tâm. Cũng như lần đó chúng tôi coi một cái cô đó, cổ lấy cái bàn ủi, cổ gắm điện vô cho nó nóng thì là nóng, xong rồi cổ in cái bàn ủi đó vô cái mình của con chó, á, quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mà mình là trong cái chúng sanh đó đó, là mình phải chịu cái cảm thọ nó khốc liệt, hoặc là bốn ba cái người con gái đó thả cái con cháu con ở trong phòng, đứa nó dậm lên cái dậm đến chừng nào mà con cháu nó chết thôi đó, mà quay lên cho cộng đồng mạng là con vậy. Thì ý là chúng tôi nói những cái điều này ra đó, có nghĩa là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Thì quý vị nghĩ không, nếu mà mình mà làm những cái hành động đó, mai mốt mình chịu cái quả đó, mình chịu nổi không? Mình chịu không nổi. Nhưng mà nó cũng chớ kêu cái là do cái lúc đó, cái ở trong cái thời nay đó, mình tu tập mình không có chứng đắc được một cái thiên nhãn gì hết. Cũng như lúc trước chúng tôi nhớ, chúng tôi đọc về cái lời dạy của một cái vị trưởng lão ở bên Miến Điện đó. Cái vị đó nói lên đó, là tại vì thời nay đó, chúng ta tu tập chúng ta không có chứng đắc được thiên nhãn thông, chúng ta không chứng đắc được thiên nhãn thông, thành ra đó chúng ta không thấy cái chúng sanh đó tái sanh bằng cái nghiệp gì, chúng sanh đó chết do cái nghiệp gì mà chết. Rồi sau khi chúng sanh đó chết đó, là sanh cõi trời hay là sanh xuống khổ cảnh, do chúng ta thời nay chúng ta tu tập chúng ta không có đắc được những cái thiên nhãn thông đó, thành ra chúng ta mới có cái sự nhẫn nhơ chúng ta làm cái điều này điều kia. Chứ nếu mà bây giờ mà quý vị thấy rằng có những cái vị mà chứng đắc mình mà gặp được cái những cái vị mà chứng đắc thiên nhãn thông rồi, người ta cho mình, ta chú nguyện cho mình coi đó, cái chúng sanh đó vừa tắt thở
tái sanh về đâu, tái sanh về cái cảnh giới nào, rồi chúng sanh này mới sanh ra tái sanh bằng cái quả gì đó, thì lúc đó là chúng ta sẽ sợ, chúng ta sẽ tu tập liền. Nhưng mà do chúng ta không gặp được những cái bậc thiền nhanh như vậy, có nghĩa là mình không có cơ hội mình gặp những vị. Chứ trên thế gian này vẫn còn những người mà người ta tu tập, người ta chứng đắc được những cái thắng trí thần thông đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta chưa có cơ hội gặp được những cái bậc, chứ chúng ta đừng có nghĩ là hết những người chứng đắc rồi. Cái điều đó nó không phải đâu, mà do chúng ta chưa có gặp. Dạ, xin mời cái vị Phật tử kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, đảnh lễ sư và kính chào đạo tràng. Con có một câu hỏi, thực ra nó rất là đơn giản mà con nghĩ có thể nhiều người ở đây đã biết rồi. Cái câu hỏi của con là thì con mới học Phật ở đây, nên chi con hỏi câu này cũng gọi là cơ bản đó. Ví dụ như nói Phật mà trước khi sanh thì chọn cái tuổi thọ của nhân loại và cái nơi tái sinh và cái dòng họ để tái sinh, những cái điều như vậy, thưa sư, có cái gì mà mình chứng minh được không? Xin thưa sư giải thích dùm con xin cảm ơn. Dạ, Sa Phú, cái điều Phật tử bài đã hỏi đó, thì thật sự ra cái đó là mình đọc ở trong kinh điển là mấy như vậy. Nhưng mà theo như chúng tôi nghĩ đó, cái điều này nó cũng dễ thôi quý vị. Thật sự ra đó, thí dụ như bây giờ chúng tôi ở Việt Nam đi, chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi chưa có đặt chân qua ở bên nước Nhật, hoặc là ở Pháp, hoặc là ở Úc, và hoặc là ở Mỹ. Thì thật sự ra bốn cái nước này á, chúng tôi chưa có đặt chân qua. Nhưng mà nếu mà cho chúng tôi chọn một ở trong bốn nước này á, mà chúng tôi được đi đến á, thì chúng tôi sẽ tìm hiểu bằng cái thông tin này thông tin kia, thông tin này thông tin kia, để mà mình thấy cái nước nào mà thích hợp để mà mình đến. Có nghĩa là mình được khả năng đi đến một trong bốn nước này. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời nay đó, mình có thể tìm hiểu được, mình tìm hiểu được. Thì một cái vị chư thiên, một cái bậc vĩ nhân mà chư thiên người ta câu hội lại, người ta tụ hội lại để mà ta thỉnh cái vị chư thiên đó để mà tái sanh xuống, để mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái chuyện mà quán sát về châu lục, hoặc là dòng họ, hoặc là chọn cái người nào làm mẹ mình đó, thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ rằng nó không có khó gì mấy, nó không có khó gì mấy quý vị. Tại vì những cái điều này là do quý vị thấy rằng do Bồ Tát của chúng ta nó đã đầy đủ năng lực quá rồi, đầy đủ năng lực quá rồi, thành ra đều tái sanh được hết đó. Cũng như có những lần mà chúng tôi trình bày quý vị ở trong lớp học đó. Thật sự ra đó, quý vị nghĩ coi cái đầu tiên làm sao mà các cái bác sĩ mà người ta có cái thuốc paracetamol rồi cho mình uống, đầu tiên làm sao mà có những người mà người ta chế ra cái thuốc đó cho mình uống được quý vị đó. Thì cái điều này á, cũng phải có những vị mà chứng đắc về tâm linh. Có nghĩa là khi mà người ta chứng đắc về tâm linh rồi đó, người ta mới biết được, người ta mới biết được là ở trong cái lá cây đó nó có cái chất này, ở trong cái lá cây kia nó có cái chất nọ, hai cái chất này nó kết hợp lại nó sẽ trị được cái bệnh cảm, nó sẽ trị được cái bệnh cảm. Xin lỗi vì chờ chúng tôi chút xíu. Dạ alo. Sao xin?
Còn sư về đi, tôi quan hỷ lắm. Rồi rồi sư về đi, rồi tôi sư về đây ở thì tôi quan hỷ không sao sư. Thì có gì tôi có gì tôi chia sẻ với sư cái đó. có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Rồi 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 à, có gì về đi rồi tôi sắp xếp cho sư. Rồi rồi xa thú sư ha. Dạ à, xin lỗi quý vị à. À, có mấy vị sư hỏi chúng tôi là muốn về chùa Đức ở chung với chúng tôi một thời gian lâu dài, hỏi chúng tôi có được hay không. Chúng tôi nói được thì cứ về đây ở, thì chúng tôi thấy mặt người ta cúng cơm thì mình cùng ăn cơm, cúng cháo mình cùng ăn cháo, cúng bánh xèo cùng ăn bánh xèo đó. Dạ yeah, xin lỗi quý vị nha. Nhiều vị sư điện thì chúng tôi phải trả lời, mong quý vị thông cảm. Trở lại với cái vị Phật tử hồi lúc nãy hỏi đó, thì thật sự ra đó, cái này á, là do mình có niềm tin quý vị. Do mình có niềm tin đối với Bồ Tát mình như vậy, nhưng mà kêu mình chứng minh á, thì mình chứng minh rất là khó. Ví dụ như bây giờ mình chỉ chứng minh những cái điều mà nó bình thường, nó hao hao giống như vậy thôi. Cũng như nãy cái sự giải thích của chúng tôi ấy, nói cho quý vị nghe đó, là đối với các nước, nước Nhật, nước Pháp, nước Mỹ, nước Úc gì đó, thì thật sự ra hồi đó giờ chúng tôi chưa có đi. Nhưng mà nếu mà cho chúng tôi chọn sẽ được định cư một trong bốn nước đó, thì lúc đó là chúng tôi sẽ tìm hiểu liền. Tìm hiểu thí dụ như là bằng cách này, bằng cách kia. Mình không có được cái thần thông thì hiện giờ mình phải tìm hiểu bằng những cái thông tin mạng, hoặc là thông tin này thông tin kia, nhưng mà vẫn tìm được, nhưng mà vẫn tìm được quý vị. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói cái điều này là do mình có niềm tin, do mình có niềm tin với Bồ Tát của mình, coi như là mình tin chắc rằng kinh điển để lại do những vị có cái kinh nghiệm các vị đã lưu trữ lại cho mình đến ngày nay. Chứ không phải là cái sự mà cũng như một cái ý riêng của ai suy nghĩ gì hết đó. Thành ra chúng ta có cái niềm tin như vậy, chứ nếu mà chứng minh thì rất là khó để mà chứng minh. Và bây giờ thì xin mời vị kế tiếp ha. Hôm nay rất là hoan hỷ để mà mình coi lại cái ngày mình kỷ niệm cái ngày mừng lễ Phật Đản. Dạ, Mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Hành Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tính. Dạ, thưa Sư, Sư cho con xin hỏi. Khi mà Đức Phật nhập định trong 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, thì cái đêm cuối cùng là Đức Phật tìm ra được đạo, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cả đại địa rúng động và phát lên cái hào quang rất là sáng chói, cả một cái đại địa như vậy. Thì thưa sư, có phải rằng là ở Tam Thiên, ở cõi chư thiên hoan hỷ và phát ra những cái như vậy không thưa sư? Dạ, thì con xin hết ạ. Xa thú lần thai có nghĩa là lúc đó là quý vị biết rằng đối với Bồ Tát của chúng ta sau 6 năm tu khổ hạnh rừng già đó, rồi Ngài thấy không có chứng đạt được cái gì hết, nên Ngài đã từ bỏ cái lối sống khổ hạnh đó. Lúc đó Ngài đã nhớ lại cái thở ấu thờ Ngài chứng đắc được sơ thiền lúc mà
ngày 5, ngày 7 tuổi chứ. Ngày 7 tuổi, ngày nhớ lại cái trạng thái đó. Thành ra ngày đã bỏ đi cái sự khổ hạnh. Sau khi mà ngày bỏ đi sự hạnh rồi đó, ngày lúc đó ngày mới dùng trở lại, mà trở lại như người bình thường. Có nghĩa là ăn uống có chừng mực như bình thường. Và ngày đã tiếp tục với cái sự tu tập về cái đề mục hơi thở đó. Ngày với cái đề mục hơi thở đó, thành ra ngày coi như là ngày đi xuống dòng sông, ngày tắm rửa. Thì trước đó có nàng Xú Cha Ta đã cúng cho ngài là 49 cái giấc cơm, ngài giấc cơm đề hồ đó đó. Thì lúc đó ngài ăn xong rồi ngài mới đi tắm, rồi ngài mới dục cái mâm đó và ngài phát nguyện là để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác đó. Nếu mà ngài đạt được cái ý nguyện như vậy á, thì xin cho cái mâm này nó sẽ trôi ngược cái dòng sông đó. Thành ra đó lúc đó ngài phát nguyện xong rồi ngài thảy cái mâm đó, cái mâm đó nó trôi ngược lên cái dòng nước, chứ không phải là nó trôi thử cái dòng nước nha quý vị đó. Thì sau khi đó ngài chỉ ở trong đêm thôi, ba canh ở trong đêm mà ngài đã chiến thắng ma dương, ngài đắc túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh đó, đắc được tam minh đó, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi sau đó 49 ngày là 7 lễ, 7 tuần lễ đó ngài chiêm nghiệm xung quanh cội cây bồ đề đó, ở bồ đề đạo tràng ở bên Ấn Độ đó. Hiện giờ 7 cái chỗ đó vẫn còn, có nghĩa là ngài đứng, ví dụ ngài đứng, ngài xây mặt vô để mà ngài tri ân cái cây bồ đề, cái cội cây bồ đề. Ngài đứng ở đó để mà ngài tri ân, ngài suy niệm suốt 7 ngày, chứ không phải là ngài nhập định trong 49 ngày. Ngài ăn 49 cái giấc cơm đó có. Rồi trong cái đêm đó ngài chứng đắc tam minh. Và sau khi chứng đắc rồi thì ngài ở suốt xung quanh ngay chỗ đó trong vòng 7 tuần lễ, 49 ngày, để mà ngài chiêm nghiệm từng chỗ như vậy, chứ không phải là nhập định 49 ngày quý vị. Rồi bây giờ xin mời vị kế tiếp. Alo, dạ. Con một lần nữa con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Tín, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ cô tu nữ và kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con có xin thêm một cái vấn đề như vậy. Con về Đức Phật thì con không dám thắc mắc. Nhưng vì có do cái trí tuệ mình cũng không đầy đủ, do đó con hiểu chưa có sâu. Thành ra con xin sư Hoan Hỷ giải thích giúp cho con. Có nghĩa là mình nói về Đức Phật á, thì Đức Phật là người có đầy đủ phước báu, đó, trải qua nhiều A tăng kỳ tu tập, có đầy đủ các ba la mật, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Tức là tất cả những cái gì đều tối thượng với Đức Phật. Nhưng mà con chưa hiểu tại sao tức là khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn, cái lúc đó là thời điểm đó là Đức Phật được 8 tuổi. Tức là ít hơn so những cái vị cùng thời đó, có những vị sống 120 tuổi, có những vị sống 140 tuổi. Thì điều đó có phải là do nghiệp lực hay không ạ? Tại vì như trong cái bài kinh Đại Bác Niết Bàn á, thì đã nhiều lần Đức Phật đã gợi ý cho ngài A Nan nghe là những người mà có đủ 4 cái thần túc thì có thể sống lâu hơn, nhưng mà ngài A Nan thì lại không nghe những cái lời gợi ý của Đức Phật. Như vậy cũng có phải là do nghiệp lực mà Ma Vương đã không cho ngài A Nan nghe được cái lời gợi ý của Đức Phật không ạ? Dạ, con thỉnh sư giảng giải giúp con ạ. Con xin xuống mic. Dạ, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Cảm ơn quý vị. Cái câu hỏi
coi như là đối với Đức Phật á, đối với Đức Phật mà viên tịch ở cái tuổi 80 phải không? Kim Nhung hỏi là tại sao mà Đức Phật viên tịch ở cái tuổi 80 cũng như là không có sống thêm nữa phải không? Dạ, không có sống thêm đúng không? Rồi, đúng rồi. Thì cái điều này á, là coi như là không có nằm ở trong cái tục lệ của chư Phật. Có nghĩa là cái này là do cái nghiệp lực quý vị. Do cái nghiệp lực. Nhưng mà lúc đó đó, Ngài có nói, Ngài có nói, Ananda, những ai mà chứng được tứ thần túc, cũng như là có được tứ thần túc đó, có thể duy trì cái mạng sống này suốt một kiếp trái đất, suốt một kiếp trái đất, thì cái điều này á, có nghĩa là do mình chứng đắc được đó, mình duy trì cái tuổi thọ được, mình duy trì cái tuổi thọ được. Cũng như chúng tôi nói mà những người mà tu tập mà đạt thiền á, có những cái ân đức của thiền á, thì cái tuổi thọ nó được tăng hơn cái tuổi thọ thường. Cũng như là ví dụ như mình đúng ra mình sống 60 tuổi là mình chết, nhưng mà do mình hành thiền, mình an trú ở trong thiền, mà mình tu tập thiền được một thời gian rất là dài này kia, thì cái tuổi thọ mình nó cũng được 62, 63 gì đó. Nó có nghĩa là có cái ân đức của thiền, cái ân đức của thiền. Còn đối với Đức Phật á, là Ngài nói với Ngài Ananda là những người nào mà chứng được tứ thần túc mà sẽ duy trì được cái mạng sống đó. Thành ra đó là cái đó là nếu mà có sống nữa là do cái sự duy trì. Còn lúc đó cái tuổi thọ của Ngài là đến 8 thôi, thì do cái này cái nghiệp lực quý vị, do cái nghiệp lực cũng như là cái duyên hết rồi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là do lúc đó những cái chúng sanh mà có duyên với Ngài để mà học pháp, gặp Ngài để mà đắc đạo quả thì cũng đã đủ rồi, có nghĩa là không còn nữa. Thành ra rồi cái tuổi thọ cũng đã hết, thành ra lúc đó là Ngài viên tịch Niết Bàn thôi. Cũng giống như Hoàng hậu Ma Gia, do cái tuổi thọ của Hoàng hậu là coi như là mang thai 10 tháng và sanh ra đúng một tuần lễ sau Băng Hà thôi. Thì cái điều này nó không phải là không có phước không phải là không có phước quý vị, có nghĩa là cái tuổi thọ nó tính đó 80 năm là 80 năm thôi. Ngài ra đi đâu có đau đớn gì đâu. Ngài lúc đó Ngài nhập thiền xuất thiền, nhập thiền xuất thiền, quý vị thấy ớn không? Nhập thiền rồi xuất thiền, nhập thiền rồi xuất thiền. Thành ra đâu có gì, mà mình nghĩ rằng là đau đớn đâu. Dạ. Đó, thành ra cái điều này là do cái tuổi thọ. Ngài chiêm nghiệm về ngay cái Bồ Đề Đạo Tràng 49 ngày. Chiêm nghiệm chỉ trong 49 ngày đó. Cái này hả? Cái này nếu mà bữa nào mà có thời gian á, chúng tôi sẽ giảng về mỗi một cái chỗ ngày đứng ngày chiêm nghiệm trong một tuần lễ. Mà bảy cái chỗ đó ở ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bây giờ thì nói thêm chi tiết đó thì không thể nào mà đủ thời gian, như là chúng tôi cũng nói nhiều chúng tôi giảng thật sự nè quý vị biết đó, mình có khi cái điều đó thí dụ như giờ mình nói về cái hoàng hậu mà mang thai thôi, hoàng hậu Ma Gia mang thai thôi, thì tự nhiên mình nhớ rất là nhiều cái hình ảnh mà mình đọc ở trong kinh điển là chư thiên canh gác, rồi đến nỗi mà thậm chí quý vị biết rằng á, chúng tôi đọc mà chúng tôi nhớ các ngài chú giải luôn, coi như là cái chỗ hoàng hậu mà mang thai đó, cái phòng của hoàng hậu ở đó, thì quý vị biết rằng là chư thiên ở trong đó nghẹt luôn, chư thiên ở trong đó nghẹt luôn nha quý vị. Mà quý vị biết không, có nhiều người đọc á, chúng tôi đọc qua cái chỗ đó là chúng tôi ngó xuống là chúng tôi thấy các ngài chú giải ở dưới á, tuy rằng chư thiên ở trong đó rất là đông, nhưng mà do cái oai lực mẹ của một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác
Thành ra đó, lúc mà bà thay đồ á, mà chư thiên không bao giờ thấy bà thay đồ nha quý vị. Hoặc là bà đi tắm, chư thiên không bao giờ thấy. Mà do cái quy lực của một cái vị mà gọi là mẹ của một vị chánh đẳng chánh giác. Đó, mà quý vị biết không? Có nhiều người đọc suốt cả đời luôn không thấy chỗ đó quý vị. À, nhiều người đọc suốt cả đời luôn không thấy chỗ đó. Mà sao chúng tôi đọc sơ qua, chúng tôi thấy và chúng tôi nhớ, nhớ hoài luôn. Thành ra có nhiều lần cũng cái mùa lễ Phật đản này nè, chúng tôi ngồi chúng tôi thuyết giảng, xong rồi xuống là có những vị lớn hỏi chúng tôi là ở đâu, sư coi ở đâu rồi mà sư nói những cái điều đó, tôi tu hồi đó giờ mấy chục năm mà tôi không thấy chỗ đó. Nói trời ơi, ngài ơi, con đọc ở trong kinh điển chứ đâu, chứ con đâu có đặt ra được mấy chỗ đó đâu, con mà đặt ra được mấy cái chỗ đó là coi như là con quá giỏi. Có nghĩa là mình mà bịa ra được là nó quá giỏi rồi nha quý vị. Rồi bây giờ còn gì à, còn Nguyên Trang phải không? Rồi Nguyên Trang hỏi đi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Tính. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không phải là câu hỏi của con sư, mà có một vị đạo hữu tên là Quang Indy thì có chat trên màn hình đó sư. Chắc lúc đó sư không có để ý. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Bạch sư, cho con hỏi, tại sao Đức Bồ Tát không sanh vào Đông Thần Châu, Tây Ngư hay Câu Lưu Châu thay vì Nam Thiện Bộ Châu? Dạ con kính dâng mít lại cho sư để sư trả lời câu hỏi ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ xà thú đúng rồi, hồi nãy chúng tôi trả lời nói nhiều quá cái quên cái câu hỏi đó luôn. Dạ xin lỗi đạo hữu. Đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó, chọn Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu mình á, tại sao mà không chọn Bắc Cô Lô Châu hoặc là Tây Ngu Quá Châu? Đối với những cái châu đó đó thì chúng sanh á, là coi như là giống như là chúng sanh hưởng phước vậy đó quý vị. Chúng sanh hưởng phước, cái phước ở bên nó quá nhiều, thành ra đó khi mà thuyết giảng á, người ta không lãnh hội được, người ta không lãnh hội được. Còn đối với Nam Thiện Bộ Châu này đó, coi như là có khổ có vui, có khổ có vui, với lại là cái tuổi thọ nó cũng vừa chừng để cho chúng ta có cái sự mà bình tâm tĩnh ý lại để mà chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập. Còn đối với Tây Ngu Quá Châu hoặc là Đông Thánh Thần Châu nữa thì chúng sanh ở bên đó cái phước nhiều quá, rồi cái tuổi thọ cũng cao quá. Đó thành ra đó mình giảng cái vô thường khổ vô ngã hoặc là bất tịnh đồ này kia đó. Ví dụ như ở Đông Thắng Thần Châu đi, thì quý vị thấy rằng cái thân của người ta đó nó trong suốt, cái thân của người ta trong suốt là do cái thiện nghiệp nó hình thành không. Thành ra nếu mà mình giảng mà về cái thân bất tịnh đó, thì nó không được quý vị. Còn đối với Nam Thiện Bộ Châu này đó, cái cõi mà mình đang ở này nè, mình giảng về cái thân bất tịnh được đó. Bây giờ mình nói nước mắt, mồ hôi hoặc là ghèn đồ này kia đó, thì nói là bất tịnh thì bây giờ mình chiêm nghiệm lại là mình biết bất tịnh. Mình nhìn cái cục ghèn mình phóng to bằng cái kính hiển vi ra thì mình nhìn mình thấy ớn liền. Hoặc là cái lỗ chân lông cũng vậy đó, hoặc sợ tóc cũng vậy, mình phóng to ra mình nhìn thấy mình ớn liền. Nhưng mà đối với những cái chúng sanh ở bên những cái châu đó, thì vi tế hơn mình, vi tế hơn ở Nam Thiện Bộ Châu. Thành ra lúc đó những cái pháp mà mình giảng về vô thường khổ vô ngã hoặc là bất tịnh người ta không lãnh hội kịp, hoặc là cái phước báo nhiều quá mà mình giảng về cái sự khổ người ta cũng không lãnh hội kịp. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với giáo pháp này, các vị tu sĩ mà đi hoằng pháp cũng vậy. Nếu mà chúng ta đi đến một cái xứ sở nào đó mà người ta đang hưởng cái nhung lụa, cái sự sống nó cao quý cao sang quá đó, mình cũng rất là khó giảng quý vị, rất là khó giảng, tại vì người ta không nhận thức ra hoặc là người ta không chịu nhận thức.
Mà đối với những cái xứ nào mà có hạnh phúc, có đau khổ, có buồn, có vui, có cực, có khổ, có sung sướng này kia, thì mình giảng người ta dễ hội hơn. Chính vì cái điều đó, nhằm cái mục đích là những chúng sanh có cái duyên lành đắc được đạo quả. Thành ra đó là coi như là Đức Phật xuất hiện ở Nam Thiện Bộ Châu này. Sa thú, chúng tôi đã trả lời cái câu hỏi đã xong. Bây giờ đến cái câu hỏi của Cao Vinh. Thật sự nói là Đức Phật á, là xúc động hai vị đại đệ tử qua đời. Thì mình nói Đức Phật xúc động á, là để cho mình hiểu, để cho mình hiểu về cái cảm giác của cũng như là cái sự diễn tả thôi. Chứ đối với Đức Phật á, thì quý vị biết rồi, một bậc chánh đẳng chánh giác, lậu hoặc của Ngài đã đoạn tận, có nghĩa là tham sân si Ngài đã đoạn tận rồi. Thành ra Ngài không có cái sự xúc động, quý vị. Nhưng mà do cái ngôn từ mình diễn tả thôi. Thì bây giờ nói chứ thí dụ như chúng ta cũng như là chúng ta học pháp, chúng ta biết cái cuộc đời này nó là vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là già bệnh chết nó đến với chúng ta. Thì khi mà mình nghe vắng bóng cái vị nào đó thì lúc đó mình cũng như là mình nói lên những cái cảm thán ngữ đó, quý vị. Cũng như là cảm thán ngữ là mình nói lên cái tâm tư của mình, mình nói lên cái tâm tư của mình. Bây giờ cái sự trống vắng ở trong cái giáo pháp này, cái giáo hội này, cái giáo pháp này, mình nói lên cái sự trống vắng, mình nói lên cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc thì Đức Phật nói lên cũng như là bây giờ vắng hai vị đại thinh văn, thượng thủ thinh văn của Ngài, cũng như là giống như là cái chỗ này nó đã trống rồi nó bị nó, thì Đức Phật Ngài nói lên cái cảm thán vậy thôi. Ngài không phải là xúc động. Xúc động là quý vị biết rằng cái tâm sở sân, cái tâm sở sân, nếu mà mình dùng cái chữ xúc động, mình dùng đúng nghĩa cái chữ xúc động, sân tật lệnh hối đó, thì nó sẽ nằm ở trong những cái sở hữu đó. Nhưng đối với Đức Phật đó, là Ngài nói lên cái hiện trạng, cái thực tế là bây giờ cái giáo pháp mình nó trống vắng đi hai cái vị đó. Cũng như là Đức Phật nói rằng là nè Ananda, ai làm ồn ào ngoài đó vậy? Thì lúc đó Ngài Ananda, Ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn, những vị tỳ kheo mới tu, đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Phật nói là nói với những vị đó nó hãy rời khỏi chỗ này, không có làm ồn ở chỗ này. Thì những người ta tưởng rằng là Đức Phật nói với tâm sân, nhưng thật sự ra tham sân si Ngài đã làm cho rơi rụng dưới cội cây bồ đề rồi. Ngay dưới cội cây bồ đề là Ngài đã đoạn tận cái điều đó hết rồi. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi là tại sao Đức Phật nói như vậy? Nó thì đối với người phàm mình nói như vậy á, là coi như là do tâm sân nó thúc đẩy. Nhưng mà đối với Đức Phật là cái hiện trạng mấy vị đang làm ồn ào quá. Thì Đức Phật nói với các vị đó lui ra khỏi cái chỗ này, không có làm ồn ào chỗ này nữa. Đó là do cái hiện trạng là các vị đang ồn ào, thì Đức Phật nói là các vị ồn ào quá, lui ra khỏi chỗ này. Còn bây giờ cái hiện tượng bây giờ, cái hiện trạng bây giờ là hai vị thượng thủ thinh văn đã viên tịch niết bàn, giáo pháp này đã chống hai vị thượng thủ. Thì Đức Phật nói lên cái lời đó, cái lời cảm hứng ngữ đó, chứ không phải là cái tâm xúc động mà nằm ở trong sân tật lệnh hối, không phải nằm ở trong đó. Rồi bây giờ xin gỡ mic lại cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ kính thưa sư, con xin làm phiền sư cho con hỏi một câu. Cái này không phải câu hỏi của con sư, mà tại vì có bạn đạo nhờ con hỏi giùm mà con trả lời mà người ta không tin sư, người ta muốn nghe sư trả lời. Sư là cái hồi nãy sư có giảng đó sư, là
Cái vị này muốn biết là Đức Phật sanh ra ở bên hông đó sư, bị Bồ Tát, dạ sư, con sám hối. Bồ Tát sanh ra ở bên hông thì hồi nãy hỏi là muốn hỏi như thế nào và con trả lời mà người ta không chịu. Và vị đó không chịu nên vị đó muốn là sư trả lời cho chắc ăn hơn. Các con trả lời không chắc ăn quá sư. Dạ, nên con kính thỉnh sư giảng lại khúc này ạ. Và con kính tri ân sư ạ. Dạ, xa thú, xa thú. Có nghĩa là quý vị biết rằng Bồ Tát của chúng ta đó, Ngài Bồ Tát của chúng ta đó, là quý vị biết là rất là phi thường. Ngài á, là lúc mà Ngài mà nhập thai á, Ngài cũng có chánh niệm. Ngài chánh niệm là nhập thai là biết chọn cái bào thai của Hoàng hậu Ma Gia. Mình không có chọn nha quý vị, mình là coi như là do cái nghiệp tham ái, cái nghiệp tham ái nó dẫn dắt, là lúc đó là mình nhập vô bào thai của bà Bán Bí, bà Bán Bầu, bà Bán Bí gì đó, mình không biết, do cái nghiệp lực của mình. Hoặc là mình nhập thai vô cái phu nhân gì đó, bà phu nhân gì đó. Nhưng mà do cái nghiệp tham ái của mình nó dẫn dắt mình. Còn đối với Bồ Tát của mình á, là coi như là nhập thai có cái chánh niệm, là coi như là chọn đúng cái bào thai của Hoàng hậu Ma Gia mới vô. Rồi khi mà vô trong đó rồi đó, là Bồ Tát mình ngồi ở trong bụng mẹ, mà cái mặt á, là xây về phía trước. À, xây về phía trước, quý vị hình dung là một cái thai nhi á, là ngồi với cái tư thế mà xếp bằng với nhau, quý vị, là coi như là cái mặt xây về phía trước. Còn quý vị nào á, mà đi lên YouTube mà mở ra những cái coi người ta siêu âm đồ này kia đó, thì đứa bé đó lúc nào là nó cũng ôm, nó nặng cái mặt, nó úp vô cái lòng của người mẹ, à, phải không? À, đối với những người mà mang thai bình thường á, là coi như là đứa bé sẽ nằm ôm vô cái lòng của người mẹ, à, đó. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta thì cái mặt hướng về phía trước, à, hướng về phía trước đó. Rồi cái đó gọi là cái chánh niệm ở trong thai, chánh niệm ở trong bào thai. Rồi lúc mà lọt lòng mà người mẹ cũng có chánh niệm, có nghĩa là lúc đó nó là có nghĩa là người mẹ nó đang ở trong cái tư thế đứng, người mẹ đang ở trong tư thế đứng, đó cũng là cái tục lệ luôn, cái tục lệ của chư Phật luôn. Có nghĩa là bà mẹ đó, bà đang ở trong cái tư thế đứng, rồi lúc đó nó Bồ Tát của mình á mới lọt lòng cái người mẹ, để mà duỗi hai cái chân đi ra trước, đó. Chứ không phải là như chúng ta mà bị cái luồng gió nghiệp mà nó đẩy cái ầm cái đầu của chúng ta chui ra trước, mà cái này đó là coi như là Bồ Tát mình đi bằng hai chân ra trước. Đó cũng là cái truyền thống, cái đó cũng là tục lệ của chư Phật. Thành ra đó thành ra là Bồ Tát của chúng ta đi ra bình thường, đối với chúng ta là cái người phàm phu á, mình đi ra như thế nào thì Bồ Tát cũng đi ra giống y như vậy, chứ không phải là sanh từ nách hoặc là sanh từ hông. Có nghĩa là người ta nói rằng á, là người ta nói rằng á, là đối với một cái bậc vĩ nhân, một cái bậc cao quý á, nó phải có cái gì khác thường. Nó khác thường á, cái chuyện đó nó thật sự ra cái chuyện nó khác thường á, là khác ở chỗ nào? Khác ở trong lúc nhập thai có chánh niệm, khác ở trong cái lúc mà ở trong thai có chánh niệm, khác ở trong cái lúc mà xuất thai có chánh niệm. Còn cái chuyện mà coi như là đi ra đi vô chỗ nào cũng, khi mà mình đã nằm ở trong đó rồi thì mình đã nằm ở trong đó rồi thì bây giờ mình có ra bằng đường nào thì mình cũng nếm được cái mùi cấu quế ở trong đó rồi. Thành ra sau này á, Đức Phật mới giảng cho mình biết, Đức Phật mới giảng cho mình biết là khi mà mình ở trong thai, mình đang nằm ở trong thai, người mẹ uống nước đá vô, rồi mình lạnh giống như là cái đứa bé mà mới sanh ra mà bị bỏ vô cái ca nước đá đó. Hoặc là khi mà đứa bé ở trong thai, rồi người mẹ mà uống cái nước nóng vô đó, nước nó quá nóng đó, thì giống như đứa bé bị bỏ vô cái đống tro. Hoặc là
khi mà cái người mẹ mà mang thai á, mà cái người mẹ mà ăn những cái loại mắm hay những cái loại gì mà nó tanh á, chúng tôi kêu là mắm chứ ở trong kinh gọi là ăn những cái món ăn mà nó tanh á, thì đứa bé nó cũng bị ảnh hưởng cái chất tanh đó. Đó thì đối với Bồ Tát của chúng ta có cái sự khác lạ là Bồ Tát của chúng ta biết được những cái hiện tượng mà nó diễn ra khi mà mình nằm ở trong bào thai. Đó, sự khác thường đối với những chúng sanh khác là cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà giờ mà đi ra từ cái chỗ đó của người phụ nữ thì cũng đều là bình thường. À, nó không có cái gì hết. Nhưng mà đối với bậc vĩ nhân của chúng ta, Ngài hay hơn mọi người là Ngài biết được khi mà ở trong thai như thế nào, khi mà ra khỏi bào thai như thế nào, khi mà nhập bào thai như thế nào. Cái chuyện đó là cái chuyện mới là phi thường, cái chuyện đó mới là cái chuyện lớn. Còn cái chuyện mà chui ra ở ngay chỗ nách, ở chỗ hông thì nếu mà mình muốn nó cũng được thôi quý vị. Mà mình muốn cũng được thôi, nó không phải là nó có phi thường bằng những cái chuyện này. Đó, thành ra chúng ta nên nhớ là chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đọc ở trong kinh điển thì mình mới so lại với những cái máy siêu âm. Những cái máy siêu âm của khoa học, người ta siêu âm, người ta biết được cái đứa bé như thế nào đó. Thì giỏi lắm, cái máy siêu âm nó có được ở trong 200 năm nay thôi. À, nhưng mà những điều này Đức Phật đã nói cho mình nghe từ 2600 năm trước rồi. Đó, hoặc là như, quý vị thấy rằng mình thấy xa hơn nữa đó, có những vị thầy thuốc người ta bắt mạch. À, người ta bắt mạch, người ta biết được đứa bé ở trong thai nó là con trai hay con gái hay là nó là như thế nào. Thì làm sao mà Đức Phật không biết được đối với một cái đứa bé ở trong thai như thế nào. Quý vị thấy thầy thuốc mà người ta còn bắt mạch, còn biết được như vậy, thì đối với Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta, thì Ngài phải biết hơn cả triệu lần như vậy. Đó, nên xin giải thích là như vậy đó. À, bây giờ xin bốn mươi lăm năm hành đạo ta không nói lời nào. Cái câu này là hồi lúc trước chúng tôi cũng có nghe ai nói nhưng mà cái câu này chúng tôi không có thấy ở trong kinh điển. Sư không có thấy trong kinh điển Cao Vinh. Cái này coi chừng nguy hiểm, rất là nguy hiểm nha. Dạ, ở trong kinh sư cũng đọc rất là nhiều rồi đó. Nếu mà nói về trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng, nhưng mà những cái điểm này mà nó nổi bật á, nó quan trọng á, là chắc chắn có nghe những vị trưởng lão nói. Nhưng mà mình thấy rằng không có nghe các vị trưởng lão nói á, thành ra đó là coi chừng, mình phải coi chừng, không thôi à. Dạ, không thôi à. Bất tâm nói không được đâu, bất tâm nói thì cái này không được đâu. nguy hiểm lắm. Dạ, rồi xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ và pháp tính đã có thể mà bỏ cái thời gian rất là quý báu của mình trả lời hết tất cả những câu hỏi mà con nghe hỏi con cũng còn hơi quận nữa bà sư. Hơi quá trời luôn. Mong đạo tràng sa thú dạo này lớp Nguyên Như Kỳ Duyên học sung quá. Sa thú bà sư. Dạ, con thỉnh sư có thể đi ăn bánh xèo được rồi. Sư không đi lẹ là sẽ có người nắm áo lời hỏi tiếp. Dạ, bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt đạo tràng tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ, sư Thanh Tâm còn nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ sư Pháp Tính, kính chào đạo tràng. Và thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Tính rất nhiều, mà sư đã từ bi hoan hỷ chỉ dạy Phật pháp hôm nay, và rất là lợi lạc. Và thì nhân mùa Phật đản, kính chúc sư và kính chúc đạo tràng được nhiều
an vui, vạn sự kiết tường. Sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Ava tu văn ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba bút đà nu va về nã sa đà so thị ba quần tu tệ. Ava tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm mà nu va về nã sa đà so thị ba quần tu tệ. Ava tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sằng ga nu va về nã sa đà so thị ba quần tu tệ. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật. Dạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hân ta hân ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khổ hồ tu sa mắng vô qua an tha ya cha hi ta ya cha âm hê rằng ga tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu tinh sam ba bồ này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn a sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào ngày thứ sáu và cũng là ngày chúng ta cùng học với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.